mày cắt tóc cho người ta mà mày mắc cười là sao? Con thở hớt tóc. Chợt về giữa sương mờ, loài hai anh ngỡ như đang mơ. Ơi em, ngày nào vẫn hoang sơ, ai biết cứ mong chờ. Rồi khi bóng đến ta, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thế Giới Động Vật. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một con vật để xem, đó là người tối cổ. Như các bạn thấy thì người tối cổ cũng giống như là người hiện đại vậy, chỉ có điều râu tóc rất là nhiều và ngủ cũng rất là nhiều. Các bạn có thể quan sát được con người tối cổ này đang săn bắt và hái lượm cũng giống như là chúng ta vậy. Ồ, nó đang săn một con kỳ lân. Con kỳ lân chết là đúng, bởi vì yêu mà để bị cắm sừng thì chết là đáng. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Crystal Gamer. Thì các bạn nghĩ là mình là người tới cổ đúng không? Nhưng mà không phải đâu, tại vì mình để tóc dài quá đó. Ngày hôm nay mình quyết định là sẽ hớt tóc. Nhưng mà không biết sao hớt đây. Còn ai ngoài tôi nữa? Vợ hớt cho. Tin vợ đi, sống là phải tin vợ. Thà để làm người tôi cổ hơn. Đi vô hớt tóc nhanh lên. Đây, nhanh lên. Hai, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình không phải là người tôi cổ, mà chẳng qua là tại vì mình hả để tóc dài quá thôi. Nhưng mà hả, để tóc dài này có thể tạo được nhiều kiểu lắm đó các bạn. Ví dụ như là kiểu hai mái của anh đang trường đàng hoàng. Nhìn kỳ lắm nhau. Kiểu giống mấy anh Tây đúng không? Làm kiểu bơm ngựa. Bơm ngựa đi. Đúng rồi. Vút lên. Dạo vút không nổ luôn trời. Sao nó cứ tẻ tẻ ra làm hai bên thì kỳ. Kiểu gì? Kiểu con trai của Long Dương. Những cọng râu mực. Ê, cái cọng tóc ở dưới quăng quăng á, giống mấy anh trai Nhật Bản á. Đó, đúng rồi đó. Thầy coi tiếng Nhật coi. Kaizoku wo ni ore wa naru. Lucky fucker. Thầy coi Yoro coi. Yoro. Tóc dưới dưới trước rồi. Xì xì xòn á. Ito yu yu lai. Xì xì xòn xòn. Thầy gần gần với mà cái mặt xấu quá nha. Biết cắt không? Biết sao biết trời, mày tin vợ. Ghê vậy má, trời ơi. Đưa cái đầu cho má cắt xong hả? Chọc lóc luôn chắc chứ. Thôi đây, em là kinh nghiệm cắt tóc mái trên 10 năm. Có cạo râu luôn không? Có cạo râu luôn, tin đi. Có gáy lỗ tai luôn. Có gáy lỗ tai. Có liếm lỗ gèn không? Gáy lỗ gèn luôn, cho liếm với em nội. Thấy thấy mấy em mà chụp hiệp cắt tóc được. Gì thấy? Đi rồi sao không biết? Không đi, mà muốn được trải nghiệm quá. Cấm cho bây giờ. Xíu nữa tôi cho trải nghiệm luôn. Thôi vô cắt cho nè. Thôi hay lắm. Hay là để cái này. Nhà đây mình có tông đơ. Đơ bờ rờ rờ. Cái gì? Đầu đuối rẻ đó. Em biết rồi, bây giờ nhà mình có tông đơ, mình cạo chọc luôn đi cho má. Mình đừng phải lo lắng là nó tóc nó dài nha anh. Thôi. Ê, mình cạo xong tóc mình nó sẽ cứng hơn á, nó sẽ thẳng á. À, kiểu Son Goku. Ghê quá, có kìa. Thôi vô cắt này nhanh lên. Cái đẹp trai nè. Cắt được đúng không? Tin em đi. Thôi có cần dũng nước hay là chải trước gì không? Em có chai xịt nước chuyên dụng luôn. Mua rồi hả? Đó, một đống đó. Chai xịt nước. Được. Kỳ cái vàng. Xong một chỗ vàng, chỗ đen. Ồ. Kỳ kéo lược. Đầy đủ hết á trời. Đúng rồi. Quá nhiều lượng. Lượng được tặng á. Tông đờ. Thôi. Được rồi.
coi. Thử cái sao mà đứt được, phải kéo con tóc ra. Đi, lên vô dĩa. Lên dĩa. Lên dĩa thôi các bạn ơi. Sợ à, được không vậy? Sợ cái gì, tin em đi. Sống phải tin. Được không? Phải niềm tin chứ. Dài quá thì dài nữa. Mẹ ơi. Tình mới cưới ba. Cái nữa. Cắt đường vậy thấy phá không à? Cắt theo từng lớp nữa. Hả? À, gì nữa? Cắt từng lớp trong lớp ngoài đúng không? Đâu? Con nghề nữa. Nữa rồi. Con này là cắt tóc ai chưa? Chưa. Rơi trò chơi kết thúc. Ngắn cái này không? Thì biết rồi, cắt thì phải ngắn chứ. Vậy thôi hả? Rồi thợ tóc mà hớt được chùm cho anh ta xong. Không, ngắn rồi, được, ok. Ơi, có khi nào mà cắt nó? Hồi cái này nó không dài bằng kia không? Hả? Sao mua cây thước đó má? Mua cây thước á, gà đò. Thế tôi chỉ chơi. Tóc tôi là còn tóc kiểu Hàn Quốc đồ. Không đưa con này cắt má. Nó cho tôi về chắc kiểu Triều Tiên luôn. Rung quá mọi người. Nani? Gì kỳ vậy? Mới kêu yên tâm đi xong thở tóc kêu má rung. Tụi nay mình mà hớt không đều là mình bị ngủ sofa đó mọi người. Nghe mọi chị nhìn thở tóc người ta cắt như vừa vừa dễ mà. Má cắt hồi cái đầu như chó tát đi. Bình thường tụi tôi cắt một cái cô kia, cô người Hàn Quốc cắt cho tôi. Giờ có một cô người Việt Nam cắt. Hết cái đợt này là hả? Thì ra cho củi sữa là thấy mẹ luôn. Đợt này qua chị chắc đâu không bữa qua bệnh. Em nói là em tự hớt tóc mái ở nhà đó, cái chị khen mà. Ồ, tự hớt mà đẹp vậy hả luôn á. Cái đó là tỉa nhẹ cái mái. Còn cái này là cắt nguyên cái đầu. Nhưng mà cũng đâu phải ai cũng cắt cũng mái đâu. Đây là tự vận may á nữa. Nếu mà đẹp lên thì sau này rồi sẽ có tóc. Đâu có đẹp thì coi như là hên. Lần sau thì má vẫn ra tiệm bắt tóc cho chắc. Ê, mày cắt tóc cho người ta mà mày mắc cười là sao? Con thợ hớt tóc. Má ơi, hả à, sao cười rồi? Gì vậy? Sao mắc cười lắm? Gì hả? Không có gì đâu. Mày đừng cười nữa con kia. Mày rung tay là... Không. Ê.
lại coi. Má ơi. Cái bát ở đâu? Chợt về giữa thương mơ, rồi hai anh ngỡ như đang mơ. Ơi em, ngày nào vẫn hoang sơ, ai biết cứ mong chờ. Rồi khi bóng đến ta, hoang mang giữ lấy giấc mơ đang tan dần. Khi anh lang thang một mình bơ vơ, tìm nỗi nhớ mơ hồ. Sao cười? Chào ha. Rồi. Này, cậu gâu đây. Nhớ lấy chai cậu gâu kìa. Sáng tạo gì nữa vậy mẹ? Nó hơi dài. Nó cắt là cắt cái ngắn luôn được không? Được chưa? Có dài không? Hỏi là có dài không, có giống con người hay không. Không biết cậu gâu hả? Không có, cho miếng nước trước. Người ta có râu đâu mà hỏi người ta không biết cậu râu hả? Dịch vụ thất tóc kỳ vậy. Thất tóc là thất tóc. Dạ, thất tóc có cậu gâu nha chị. Lắc lên. Cạo được không? Được. Chú già thôi nghe không? Hớt cho đàng hoàng, đảo cho đàng hoàng. Cô mà cô... Ui, dưới này có chơi nè. Cô mà cô... Cạo bậy là tôi báo chính quyền cô mà. Nên tự cạo luôn. Cạo được không vậy? Không đúng không? Nó cho phải rửa đúng không? Đúng rồi. Tìm con tóc kỳ, hỏi khách không? Chứ không chắc chắn. Mặt mẹ nó có bát lên đây. Thôi. Ghê quá, để tự cạo nha. Thấy da quảng cáo đi lên không không? Đâu phải cạo lông nách đâu, cạo xuống. Trời đất ơi, một tấn tóc. Thấy ngắn lên đó nhưng mà thấy chưa thấy đẹp thôi. Ủa? Mới gội đầu mà, phải sấy chứ. Nè. Sấy tạo kiểu đàng hoàng chứ trời. Em nói rồi, giờ sấy một cái là đẹp như ngoài tiệm luôn á. Như ngoài tiệm hả? Đúng rồi, chắc luôn. Nhưng mà tiệm mà không có cắt mất cái bát nha. Không, mới thấy xương xương là thấy đẹp rồi. Làm quá ở nhà không? Quay coi. Đúng rồi, chắc phải mở tiệm hốt tóc thôi. Chà dự trâu, thì chú ơi em nói mà, mày tin em. Mở tiệm hốt tóc thôi bé ơi. Mở tóc đi chồng. Mở tóc tại nhà chồng. Em cắt tóc cho khách. Chồng xây tóc với lại vú quá cho tóc cho khách. Được không? Được luôn. Tiền bỏ dự hết. Không mày. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha. Và ngoài ra thì comment cho mình biết là mở tiệm hớt tóc có được không? Tiệm hớt tóc giết mèo. Nào quay đây coi. Đã đẹp chứ bộ. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành.